Thực tiếp thì là 10 điểm. Trong 2 lần quay bạn có 45 điểm. Bạn đã kết 45 điểm. Chúc bạn sẽ có kết quả học tập tốt. Và các bạn có ngày thì vui cùng với đồng thể khi đã đạt được điểm chính trị. Và xin chúc anh tài anh rất là Năm ơi. Chúng ta đang có bài tập chơi đó là bây giờ đang phải chơi bộ này chúng ta đi chơi rồi.